Miami Beach, Florida. Xin chào các bạn đến thăm kênh của Ngọc Ánh. Cái đây là vườn nhà Ngọc Ánh. Chúng Ngọc Ánh là có hoa. Kỳ này mình đã hoa vàng đẹp quá. Hôm nay mình muốn bàn luận với các bạn cái chuyện chuẩn bị để đi mua nhà thế nào. Khi bạn đi làm đủ 2 năm tại Mỹ, bạn đã hội được điều kiện về công ăn việc làm để cho nhà băng Mỹ cho mượn tiền. Bạn đã để dành được một số tiền để lặt tiền cọc. Ví dụ nhà 200.000 thì thường là tiền cọc là 20.000 hoặc là 15.000 là 15%, 20%, 10%, tùy theo cái món tiền bạn mượn. Nếu bạn mượn có những dịch vụ mà cho mượn tiền cho người mới mua nhà lần đầu tiên thì là thường thường có khi là họ chỉ đòi 5% hoặc là 10%, cái là FSA. Bạn cũng để dành ra một chút chừng 5.000 đô la để làm closing cost, từ 5.000 cho tới 10.000 là closing cost. Và có nhiều khi là closing cost cũng được để bật luôn trọn gói để mượn tiền, cái nó cho bạn mượn luôn tiền để làm closing cost. Hoặc là bạn thương lượng với chủ nhà trả dùng closing cost thì bạn trả tiền cho họ cao, để bạn được mượn tiền cao thì họ sẽ lấy tiền mà bạn trả, họ cho bạn lại, đưa bạn lại để mà làm closing cost. Ví dụ là cái nhà họ muốn bán 200.000 rồi bạn cần closing cost thì bạn nói bây giờ tôi trả cho, tôi không thương lượng nhiều, tôi trả cho anh 195.000 nhưng mà anh đưa cho tôi lại 5.000 lúc closing để tôi làm closing cost, thì bạn đi mượn, để bạn đi mượn tiền nhiều hơn để bằng closing cost. Và cái vấn đề này là bạn phải để ý là tiền cọc để làm closing cost, tiền mặt đó thì nhà băng có điều kiện là bạn phải để số tiền đó ở trong ngân hàng ít nhất là 6 tháng. Thì người Việt mình là ưa có cái tập mà giấu tiền ở nhà, cất tiền mặt ở nhà, tại vì làm nghề có tiền mặt nhiều, nghề neo, nghề buôn bán tiệm thì mình ưa cất tiền mặt ở nhà. Thì khi mà bạn muốn mua nhà thì nhắc nhớ tiền mặt đó, một cái số tiền đặt cọc, tiền closing thì bạn phải bỏ vào ngân hàng 6 tháng. Ngoài cái tiền mà closing nó còn có tiền đó, ngân hàng sẽ bắt bạn mua bảo hiểm căn nhà của bạn trước khi bạn đi vào. Tới nhà bảo hiểm, cái bảo hiểm thì từ nhà lớn nhà nhỏ thì từ 1.000 cho tới 1.500 cho tới 2.000 tùy theo cái nhà to nhà lớn. Thì trước khi mà bạn đi mua nhà, trước khi bạn làm closing thì bạn nhờ luật sư, văn phòng luật sư bạn hoặc là người mà môi giới mua nhà cho họ đó giới thiệu cho bạn cái hãng bảo hiểm nào tin cậy để bạn mua homeowner insurance. Khi bạn closing là bạn phải cầm cái policy, cái tờ bảo hiểm đó tới thì nhà băng nó mới giao tiền, tại nhà băng muốn là bạn phải bảo hiểm cái nhà, thành ra mình phải chuẩn bị cái đó. Mà nếu mà mình mới mua nhà lần đầu tiên, mình không chưa biết luật pháp, không có rõ hết thì mình phải nhờ luật sư, tại vì mỗi tiểu bang là mỗi cái luật khác, và luật sư sẽ điều tra trong mạng, điều tra cho biết là cái nhà của mình là chủ nợ bao nhiêu, thiếu tiền bao nhiêu, có gì rắc rối gì giấy tờ không, cái gì nợ nhau, ông này ly dị rồi ông ráng muốn bán một mình, ông để ông không hết tiền chẳng hạn vậy đó, thì là cái đó mình chỉ có luật sư nó mới biết. Thì mua nhà thì phải nhờ luật sư nha bạn, nguy hiểm lắm nha, không bao giờ mà tự mình mà đi làm giấy tờ hết, tại vì bút sa gà chết, một chữ trật trong cái giấy tờ có khi là mình bị hụt hẳn. Là không, khi mà bạn đi mua nhà mà đi làm, bạn đưa hợp đồng nhà thì là mình phải đưa cho người môi giới 1.000 đồng hay là 5.000 đồng tiền đặt cọc. Cỡ đó mình ráng mình thương lượng sao tôi đưa 1.000 đồng thì đặt cọc thôi để mà làm hợp đồng. Khi nào mà hợp đồng mà chấp thuận hai bên rồi á thì nó biểu mình phải đưa 10% đặt cọc.
thì nếu mà mình mua có thể mình nói là đưa 5% thôi, tại tôi đi mượn nhà băng 95%, mà tôi là FSA nữa thì tôi đưa 5%, thì 5% đó mình không có đưa cho ai hết, không đưa cho chủ nhà và cũng không có đưa cho người môi giới, mình phải đưa luật sư của mình. Thì luật sư của mình sẽ bỏ vào một cái chương mục để đó mà chỉ có khi mình cho phép thì mới lấy ra. Vậy là có kiện tụng hay là có gì hay là gì nữa được nữa, chừng chủ nhà nó không bán cho mình, không bán cho mình nữa thì mình có mất, không có mất tiền cọc. Nhớ nha các bạn, thì khi mà bạn làm hợp đồng thì nó có những điều kiện trong hợp đồng để cho bạn có thể là không mua. Ví dụ như là điều kiện nếu mà bạn mượn tiền nhà băng mà không được thì là bạn không thể mua được cái nhà thì phải trả lại tiền cọc cho bạn. Trong cái hợp đồng thường nó để cho bạn chừng 45 ngày để đi làm giấy tờ, thì nhà băng nó nói bạn nó sẽ cho mượn chừng đó tiền, nhưng mà không có chắc, cho đến khi mà mình nộp giấy tờ, mình đưa hết tất cả giấy ngân hàng cho họ rồi họ cứu xét, có khi đến chừng 40 ngày họ mới nói chấp thuận. Nếu mà họ không chấp thuận thì mình được rút tiền cọc ra, bởi vì là mình phải để tiền cọc cho luật sư của mình giữ, thì tiền nó không chịu đưa đâu hết, còn bạn đưa cho người khác thì họ lấy tiền họ xài mất là mình có vấn đề, phải không? Rồi bạn phải làm cái trong hợp đồng nó phải có những vấn đề như là nếu mà bạn cho người tới xem nhà mà nhà có hư chỗ này có hư kia này kia thì là chủ nó phải sửa cho bạn trước khi bạn dọn vô. Vậy đây, hoặc là chủ nó sửa hoặc là đưa tiền cho bạn sửa. Ví dụ bạn nói bây giờ cái máy này cổ nhỏ này nó hơi dột, bây giờ phải sửa này phải tốn 5.000 đô ha. Thì là hoặc là họ sửa cho mình, hoặc là mình lấy mình hỏi, hoặc là họ trừ vô cái tiền mình trừ vô tiền nộp cho họ đó, mình trả cho họ 5.000 để mình lấy tiền đó mình sửa. Bởi vì là bạn phải có luật sư hướng dẫn, tại những cái chuyện mua nhà cửa là nó có nhiều vấn đề rắc rối. Thì tóm lại là bạn tiền mà bạn để làm đặt cọc, tiền mà để chi phí closing cost, tiền mà bạn mua bảo hiểm, những tiền đó là bạn phải để trong ngân hàng trước 6 tháng nha, là có cất trong trong dưới gầm nệm thì cũng lôi ra đủ đó, bỏ vô trước 6 tháng. Còn nếu mà mình chuyển tiền từ Việt Nam thì không sao, tại tiền là tiền trong ngân hàng thì mình phải chuyển qua trước một chút, để mà mình lúc closing thì mình có tiền để mình đặt cọc tới ngày closing. Mà nếu bạn biểu tiền chuyển từ bên Mỹ qua mà tiền bên Mỹ qua trễ thì họ có quyền, thì chủ của nhà có quyền hủy hợp đồng lấy tiền cọc của mình. Tuy là tiền cọc là luật sư mình giữ, nhưng mà nếu mà lỗi của mình thì là luật sư mình phải giao lại cho, phải đưa lại cho chủ nhà. Hoặc là tới ngày rồi nhà ngân hàng bằng lòng cho mượn tiền rồi bạn đổi ý là thôi giờ tôi muốn mua, tôi thấy được cái nhà khác hay hơn, rẻ hơn, tôi muốn mua, cái đó không được các bạn. Nếu là vậy mình mất tiền cọc, tại vì mình khi mà bạn nói bạn mua bằng cái hợp đồng thì trong cái khoảng thời gian đó, một tháng đó là người ta không có bán cho người khác được, người ta phải giữ lại cho bạn. Thành ra khi nếu mà bạn không đổi ý là bạn mất tiền cọc để là bù cho người ta chờ đợi mất khách khác trong thời gian đó, thì khi mà họ chờ đợi thì họ phải họ cũng phải đóng thuế, họ cũng phải có những chi tiêu để giữ cái nhà cho bạn ha. Khi mà mua nhà thì trước khi mà giờ bạn nhờ người môi giới, chắc bạn đi mua nhà tại vì chủ nhà trả tiền cho môi giới chứ không phải bạn trả, thành ra môi giới họ biết những cái nhà nào cho bán, rồi họ cũng có thể giới nó cho biết là những cái nhà này là cách đây một năm là những nhà này giống gì là bán bao nhiêu, ông chủ nhà mua nhà này bao nhiêu, nó kêu là tax information đó, thì bạn phải người môi giới cho bạn cái tax information với lại cái bản rapport để cho bạn biết là ông người chủ nhà này mua bao nhiêu, cách bao nhiêu năm, cách bao năm, rồi những cái nhà chung quanh đó hồi xưa họ mua đó là giá bao nhiêu, rồi những cái nhà chung quanh đó cái nhà nào bán giá bao nhiêu, để bạn so sánh giá để bạn không bị lầm. Nếu mà người chung quanh nguyên cái khu đó mà giá nhà từ 200.000 cho tới 250.000 mà bạn trả 300.000 là bạn lỗ, bạn trả 250.000 cái gì bạn lỗ, tại vì những cái nhà 200.000 đó là nó cái nhà nó 2-3 tầng lầu, nó cũng chỗ đó mà nó tầng lầu nó hồ tắm này kia thì nó nhiều tiền hơn. Thành ra rất là quan trọng là mình phải biết giá của những cái nhà chung quanh khu của mình. Rồi bạn phải đi tối bạn lái xe
chiều tối bạn lái xe tới dùng đó, bạn đi qua lái xe để tới ngang trường học thì cũng dùng cho đó, thì bạn coi cái sinh hoạt buổi tối của cái khu đó làm sao. Nếu khu đó mà có những sinh hoạt mà những cái nhân vật có hơi bí ẩn, có hơi mập mờ thì là tụ tập chung quanh gần chỗ mình thì mình phải cẩn thận á. Như bạn mua cái nhà đó mà đi ra ngoài đường chút xa là có cái tiệm bán nước rồi, tối bạn đi mà thấy trong đó toàn là dân thứ dữ không hội tập với nhau đó, là bạn cũng không có nên, cũng nên tránh là ở gần những chỗ đó tại nó nguy hiểm. Mình ta làm gì không biết nhưng mà coi lại có nổ súng, đạn nó lạc vô nhà mình thì khổ, phải không? Rồi bạn phải coi cái trường học á, tới cái trường học đó, nếu bạn có con bạn coi trường học đó coi nó sạch sẽ, có bảo vệ rồi không á, người trong học trò nó làm sao á. Chứ mình là bạn phải đi thăm hỏi những cái bạn bè mà bạn biết á, hay là người môi giới bạn biết là cái trường này tốt không, thì người môi giới nhiều khi nó không dám nói tại cái luật không cho nó nói xấu trường này, nó không cho nó sừng kia, nó kêu nó không dám nói. Thành ra nếu mà bạn muốn cẩn thận nữa thì bạn đi tới ghé thăm tới xem mấy những người hàng xóm ở gần đó đó, rồi mình nói là mình muốn mua nhà ở đó, biết anh biết ở đó trường học nó là sao, thì Mỹ nó không có nói giấu, nó nói là cái này trường học này good school hay là không good school, nó nói cho mình biết trường học nó gì quan trọng. Bạn coi gần đó có siêu thị, có chỗ bác sĩ đi, có xe buýt đi tới chỗ bác sĩ cho siêu thị, để ngày nào mình đau mình mệt mình không lấy xe được, cái xe mình hư mình thì mình cũng có phương tiện để giao thông, mình mới xem xét hết tất cả đó. Rồi mình tới chỗ cảnh sát mình hỏi là ở đây có nhiều chỗ này có nhiều ăn trộm ăn cướp này không, để cho mình biết. Cảnh sát nó không nói dối tại nó có giấy tờ hết đó. Rồi khi mình hỏi cảnh sát thì bạn hỏi cái tên của nó luôn á, con số tên của nó luôn, để mà có gì thì mình hỏi là ông nó nói tôi vậy là chỗ này là thanh bình lắm, bây giờ vô là ngày nào cũng có trộm cướp kế bên, tôi sợ quá thì mình đi kiện nó được. Thành ra họ không có nói láo đâu bạn. Đó là mình hôm nay mình nói cho bạn biết về chuẩn bị để đi mua nhà. Nhớ nha, tiền mà để đi mua nhà là phải ít nhất là 6 tháng nằm trong nhà băng nha bạn. Cái là luật của Mỹ nó vậy ha. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn cái video sau. Bye bye.